chào quý vị và bà con. Thưa quý vị và bà con, khép lại năm 2013, nước ta hứng chịu gần 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới tác động đến hầu khắp các khu vực. Con số này đã tăng lên rất nhiều so với năm 2012, chỉ có 10 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Trong đó có 8 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Thêm vào đó, đợt không khí lạnh tăng cường mạnh thời gian qua đã khiến sản xuất nông nghiệp các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu thiệt hại nặng nề. Và theo nhận định, năm 2013 là năm kỷ lục của nước ta về số lượng thiên tai và thiệt hại gây ra cho nông nghiệp. Theo thống kê chưa chính thức, tính từ đầu năm 2013 tới nay, thiên tai ở tại Việt Nam đã gây ra những thiệt hại nặng nề. Hơn 300.000 hecta lúa hoa màu đã bị hư hỏng, ước tính thiệt hại về vật chất trên 25.000 tỷ đồng. Và đợt sương muối băng tuyết ở tại Lào Cai đã có hơn 200 con gia súc bị chết rét, hơn 800 hecta rau màu bị hư hỏng. Và tổng giá trị thiệt hại ước tính xấp xỉ khoảng 35,2 tỷ đồng. Riêng ở tại tỉnh Sơn La thì do ảnh hưởng của rét đậm, toàn tỉnh đã có trên 1.000 hecta cà phê bị cháy và bị ảnh hưởng vì sương muối, trên 400 hecta mía và hoa màu bị táp và cháy do sương muối, trên 500 trâu bò lợn bị chết vì lạnh. Tuy nhiên, đến hết năm 2013, sản xuất nông nghiệp nước ta vẫn thu được những thành tựu đáng kể. Trước hết phải kể đến đó là sản lượng lúa ước tính đạt 44,1 triệu tấn, tăng 338,3 nghìn tấn so với năm trước. Sản lượng một số cây ăn quả đạt khá, trong đó sản lượng cam năm 2013 ước tính đạt gần 530,9 nghìn tấn. Chăn nuôi thì cũng có những bước phát triển, cả nước có 2,6 triệu con trâu bò, đàn bò có 5,2 triệu con. Tổng đàn bò sữa đạt 186,3 nghìn con, đàn lợn có 26,3 triệu con, đàn gia cầm có 314,7 triệu con. Sản lượng thịt hơi các loại năm 2013 ước tính đạt 4,3 triệu tấn. Hết năm 2013 thì nông nghiệp nước ta đã khắc phục vượt qua những khó khăn của thiên tai và ổn định sản xuất. Chúc bà con sang năm mới 2014 sẽ có một vụ mùa bội thu. Thưa quý vị và bà con, thời tiết đang rất thuận lợi tại tất cả các khu vực trên cả nước vào ngày Tết Dương lịch. Trong thời khắc chuyển giao của năm mới, thời tiết các tỉnh miền Bắc đang có xu hướng là nắng ấm dần lên. Nguyên nhân là do khối không khí lạnh chi phối tại khu vực này đang suy yếu và di chuyển dần ra khu vực phía đông. Nên nhiệt độ vì thế mà cũng tăng nhẹ, phổ biến là ít mưa, trưa chiều có nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên ngưỡng là từ 18 cho đến 21 độ. Chuyển xuống các tỉnh ở tại khu vực miền Trung. Trong ngày hôm nay, thời tiết ở tại các tỉnh khu vực miền Trung trở lại trạng thái là khô ráo, có nắng và tình trạng rét đậm rét hại sẽ tạm thời suy giảm ở các tỉnh phía Bắc của khu vực. Nhiệt độ về đêm và sáng thì có xu hướng là sẽ tăng nhẹ, phổ biến trong khoảng là từ 11 cho đến ngưỡng 13 độ C. Đến trưa chiều, toàn khu vực trời sẽ giảm mây và hửng nắng, nên nhiệt độ thì được nâng lên ở mức là từ 20 đến 22 độ ở các tỉnh phía Bắc và từ 23 đến 26 độ ở tại các tỉnh phía Nam. Còn riêng ở tại Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ còn có thể lên tới ngưỡng 27 đến 29 độ. Ở tại khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ thì vẫn là khu vực có thời tiết khá ổn định. Trời vẫn phổ biến là ít mưa và ban ngày thì có nắng. Đợt gió Đông Bắc hoạt động mạnh ở khu vực này thì cũng đã suy yếu nên nhiệt độ tại khu vực sẽ tăng nhẹ. Với nhiệt độ cao nhất ngày có thể lên tới ngưỡng từ 25 đến 27 độ ở tại khu vực Tây Nguyên và từ 29 đến 31 độ ở tại khu vực Nam Bộ. Và sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước. Ở tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây và hửng nắng nhẹ, gió nhẹ, trời rét đậm có nơi rét hại, cần đề phòng sương muối. Nhiệt độ thấp nhất là từ 8 đến 11 độ, có nơi dưới 5 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 cho đến 21 độ. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cường độ cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao vẫn cần đề phòng băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất là từ 9 đến 12 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 18 đến 21 độ. Các tỉnh ở tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây vào đêm và sáng, có mưa vài nơi, tập trung nhiều ở tại các tỉnh thành phía Nam khu vực, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 2, cấp 3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 15 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 22 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi và có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc là từ 16 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 23 đến 28 độ. Ở tại Tây Nguyên thì mây thay đổi, phổ biến là ít mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 26 độ. Các tỉnh Nam Bộ,
Mây thay đổi, phổ biến là ít mưa, ngày nắng, gió đông bắc cường độ cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất ở khu vực từ 28 đến 31 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.